Xin chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo số dư của tài khoản trong phần mềm kế toán Smart Pro 3.0. Thì để khai báo số dư trong hệ thống tài khoản, chúng ta bấm vào hệ thống danh mục hệ thống tài khoản. Tại danh mục tài khoản, chúng ta khai báo số dư tài khoản ở hai cột là Việt Nam đồng dư nợ và Việt Nam đồng dư có. Chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ khai báo những số dư ở những tài khoản chi tiết, còn những tài khoản mẹ thì Smart sẽ tự động cộng lên khi chúng ta in bảng cân đối phát sinh. Ví dụ chúng ta muốn khai báo số dư của tài khoản tiền mặt 11 thì chúng ta chỉ việc là khai báo số dư ở tài khoản là 4 số 1 này, còn tài khoản 3 số 1 này chúng ta không cần khai. Để khai báo số dư chúng ta nhấn F10 trước. Chúng ta chọn ví dụ số dư của 11 là 100 triệu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gõ ở đây. Tương tự ở những cái tài khoản khác bạn cũng làm như vậy. Trong trường hợp mà chúng ta muốn tìm kiếm nhanh thì chúng ta có thể nọc trên này cho nó nhanh. Ví dụ như là chúng ta muốn khai báo số dư của tài khoản 4, chúng ta chỉ gõ số 4 đây thì tự động Smart sẽ nọc tất cả những tài khoản loại 4 này. Ví dụ như chúng ta muốn khai báo số dư của 411 chẳng hạn, chúng ta cũng gõ số dư bên có mà. Các bạn lưu ý là tài khoản nào có dư nợ thì nhập số dư nợ, tài khoản nào có dư có thì nhập số dư có tương ứng. Sau khi chúng ta khai báo hết tất cả số dư của các cái tài khoản, chúng ta kiểm tra lại xem là mình đã khai báo cân hay chưa, bằng cách là chúng ta bấm vào chúng ta nhấn Ctrl T bằng cách để chúng ta muốn hiện lên tổng của hai cột Việt Nam đồng và cột Việt Nam đồng dư nợ và Việt Nam đồng dư có xem bằng nhau chưa, bằng cách chúng ta nhấn Ctrl T. Sau khi chúng ta nhấn Ctrl T xong thì chúng ta sẽ thấy là hai bên số dư nợ dư có. Nếu mà chúng ta thấy hai bên này tổng bằng nhau thì chúng ta khai báo đã đúng. Còn trong trường hợp mà số dư hai bên này khác nhau thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Các bạn lưu ý khi chúng ta khai báo số dư mà chúng ta copy từ Excel vào, chúng ta lên để ý các cái số lẻ thập phân. Trước khi copy chúng ta phải làm tròn, sau đó chúng ta mới copy từ ngoài Excel vào để tránh trường hợp mà chúng ta khi mà chúng ta in bảng cân đối phát sinh thì Smart sẽ báo là số dư đầu kỳ chưa cân. Như vậy chúng ta sẽ tìm hết tất cả những tài khoản ở trong cái danh mục tài khoản này, chúng ta khai báo số dư. Các bạn lưu ý là trong trường hợp mà chúng ta muốn mở thêm tài khoản thì chúng ta cũng khai ở trong này luôn, bằng cách là ví dụ như tài khoản 112, chúng ta muốn mở thêm nhiều ngân hàng thì chúng ta chỉ việc là tạo thêm tài khoản bình thường, ví dụ như 1121, chúng ta nhấn F10, 1121 A chẳng hạn. Chúng ta lưu ý là tên mã tài khoản chúng ta gõ tất cả là bằng chữ hoa hết, 1121 A ngân hàng ACB. Xong chúng ta cũng, nếu mà tài khoản này có số dư thì chúng ta cũng nhập số dư bình thường mà. Chúng ta lưu ý chúng ta chỉ việc nhập vào cuối bảng này thì chúng ta nhấn, sau khi chúng ta nhập xong thì chúng ta đứng ở đây chúng ta nhấn F7 Escape thì Smart sẽ tự động sắp xếp lại nên chúng ta không cần phải sắp xếp nữa. Các bạn có thể thêm tài khoản bằng cách là chúng ta nhấn Ctrl New. Nếu như mà các bạn nhấn Ctrl New thì sẽ nhanh hơn. Ví dụ như là 1121 B chẳng hạn. Ngân hàng
Vietcombank. À, sau khi chúng ta thêm xong, chúng ta cũng nhấn F7 rồi chúng ta nhấn phím Escape. À, Smart sẽ tự động sắp xếp lại cho chúng ta. À, tương tự các bạn khai báo bao giờ hết thì thôi. À, như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn cách khai báo số dư của tài khoản trong phần mềm kế toán Smart Pro 3.0.